Tại hội nghị, ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang chia sẻ những gian nan trong công tác bán trú tiểu học tỉnh nhà. Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang gần như không có nhân viên y tế chính thức tại các cơ sở giáo dục, nhưng sự thực hiện công tác bán trú tại các trường vẫn còn thiếu, phụ huynh học sinh và đội ngũ quản lý giáo dục chưa nhận thức tốt về dinh dưỡng trong các bữa ăn. Ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ chân thực về gian nan trong công tác bán trú ở tỉnh nhà. Cô Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, cho biết thêm, cán bộ lên thực đơn cho học sinh là những người cũng chưa có chuyên môn về dinh dưỡng, chúng tôi chỉ lên thực đơn cho học sinh bằng những kinh sợ nghiệm của ban quản lý bán trú liên kết với đầu bếp của nhà trường. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo là các bữa ăn của các con cân bằng về dinh dưỡng một cách khoa học, thích hợp với lứa tuổi của các con học sinh tiểu học. Trước những gian nan này, việc triển khai áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đóng góp những giải pháp thiết thực trong công tác bán trú tại các trường tiểu học tỉnh Tuyên Quang. Phần mềm cung ứng một ngân hàng thực đơn nhiều chủng loại và phong phú với 120 thực đơn sẵn có và hơn 360 món ăn không lặp lại cho bữa trưa, được cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi, ngon miệng, được phân chia theo 3 khu vực Bắc, Trung và Nam. Các trường có thể linh hoạt xây dựng thực đơn mới bằng cách liên kết các món ăn sẵn có trong ngân hàng thực đơn hoặc sử dụng những nguyên liệu thích hợp tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Phần mềm cũng hỗ trợ các trường tính toán và quản lý tiêu pha bán trú hiệu quả. Giao diện web site dự án, các trường tiểu học bán trú chỉ cần đăng ký tài khoản để sử dụng cục bộ tính năng. Song song đó, dự án còn chú trọng đến việc giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh bậc tiểu học thông qua bộ Appfit 3 phút thay đổi nhận thức. Appfit minh họa những thông tin dinh dưỡng một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu. Trước mỗi giờ ăn, các em được giới thiệu về thực đơn, thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của các thực phẩm trong thực đơn. Hiểu được những thông tin này giúp các em ăn nhiều chủng loại các loại thực phẩm, góp phần xây dựng thói quen ăn uống khoa học cho trẻ. Khẩu phần ăn chuẩn được sẵn sàng theo ứng dụng dự án với 5 món ăn. Nhằm hỗ trợ các trường tiểu học chuẩn hóa bếp ăn bán trú, dự án đóng góp xây dựng mô hình bếp ăn mẫu bán trú theo tiêu chuẩn Nhật Bản, được vũ trang tiến bộ giúp tiết kiệm nhân công và dân lệnh nghiêm ngặt các điều khiếu nại bình an vệ sinh thực phẩm. Đến nay, dự án đã xây dựng thành công và đưa vào vận hành 2 mô hình bếp ăn chuẩn tại trường tiểu học Trương Trắc Khuy, 11, thành phố Hồ Chí Minh và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Với những cải tiến trong công tác bán trú thông qua triển khai dự án bữa ăn học đường tại 33 trường tiểu học thuộc tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các trường tiểu học trên toàn quốc nói chung, ban dự án hy vọng chất lượng bữa ăn bán trú bậc tiểu học sẽ được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam trong tương lai.